Chào mọi người, chào mừng lại đến với kênh giải trí của BVlog. Sáng hôm nay thì nhóm hội ngộ của chúng tôi lại bắt đầu một cuộc hành trình mới, đó là đi tới chùa Thanh Tâm, còn gọi là chùa Phật Cô Đơn á các bạn, ở bên Bình Chánh. Từ bên chỗ chúng tôi mà đi qua bên này thì khoảng mất có 10 cây số thôi, cho nên là cũng không cần phải dậy sớm lắm. Chúng tôi bắt đầu khởi hành là vào lúc gần 7 giờ sáng nè mọi người. Điểm khởi hành của chúng mình là bắt đầu từ đường tỉnh lộ 10 nha các bạn. Cứ thế đi theo Google chỉ thôi. Đi Trần Văn Dầu rồi đi qua đường Cầu Sáng, đi tới Mai Bá Hương, huyện Bình Chánh là tới chùa đó mọi người. Rẽ phải, sau đó điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Chùa Thanh Tâm là nơi tu tập của các ni sư nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy rất là nhiều sư nữ đạp xe đạp để đi qua bên cái trường của giáo hội Phật giáo ở cũng cách đây khoảng chừng tầm 100-200 mét gì đó các bạn. Trời nắng lắm. Bây giờ mọi người sẽ vào đây để ăn sáng nè. Ở đây thì tất cả các quán đều là bán đồ chay hết đó các bạn. Chúng tôi gọi bún bò chay và bún riêu chay nha. Trông rất là hấp dẫn và sạch sẽ luôn đó các bạn. Cái muối ớt chay ở đây ngon xuất sắc luôn đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào tham quan chùa nha các bạn. Không chỉ là một trong những điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thu hút đông đảo người dân đến lễ Phật, cầu nguyện tham quan, chùa Phật Cô Đơn còn là nơi giáo dục và đào tạo ni sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Phật Cô Đơn là tên dân gian đặt cho và thường xuyên sử dụng trở thành một thói quen. Bát Bủ Phật Đài mới là tên chính thức của chùa này. Nay chùa đổi tên thành chùa Thanh Tâm. Địa chỉ chùa: số 22 Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 30 km về hướng Tây Nam. Giờ mở cửa chùa: từ 5 giờ đến 21 giờ tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến Chủ Nhật. Với tâm nguyện tôn tạo ngôi Tam Bảo làm chỗ nương tựa tâm linh cho đồng bào, cư sĩ Lê Chí Bình đã phát tâm cúng dường khu đất rộng chừng 30 hectare của gia đình, trong đó kiến tạo ngôi chùa Thanh Tâm bên kênh Cầu Sáng. Chùa hoàn thành và an vị Phật vào ngày 12 tháng 7 năm 1956. Trải qua những năm tháng trong chiến tranh với sự tàn phá của bom đạn, chùa Thanh Tâm cũng bị thiêu rụi, nhưng lạ lùng thay, kim thân Đức Phật Lộ Thiên vẫn sừng sững tĩnh tại. Khi đó dân di tản không một bóng người, chỉ duy Đức Phật vẫn ở đó, an nhiên. Có lẽ do vậy mà Bát Bủ Phật Đài được người dân, các đoàn thanh niên xung phong đến đây lao động công ích năm 1976, truyền miệng là chùa Phật Cô Đơn.
nghĩa là Đức Phật một mình giữa đồng không hoang vắng. Tên gọi dân gian này lan tỏa và đi vào lòng người từ đó. Đi qua khuôn viên của chùa là chánh điện, đây là nơi thờ tụng Phật Di Đà. Kế bên là tượng Phật Tiêu Diện và thần hộ pháp. Tiếp đến là các khu điện thờ tượng Phật Bồ Tát Chuẩn Đề, tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng Phật Di Lặc, tượng Địa Tạng cùng rất nhiều những pho tượng Phật khác được trạm vô cùng tinh xảo. Chùa Thanh Tâm và chùa Việt Nam Quốc Tự quận 10, chùa Phổ Quang quận Tân Bình là ba ngôi chùa trực thuộc sự quản lý của Giáo hội Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Việt Nam Quốc Tự là trụ sở ban trị sự, chùa Phổ Quang là nơi dành cho chư tăng theo học và lưu trú, chùa Thanh Tâm làm nơi lưu trú dành cho chư ni đang theo học các chương trình cao đẳng, cử nhân và sau đại học. Người dân trong vùng cho rằng đây là ngôi chùa rất linh thiêng, cùng với cái tên độc đáo, chùa Phật Cô Đơn. Mọi người tin rằng đến đây cầu duyên sẽ được Đức Phật ban phước cho đường tình duyên thuận lợi viên mãn, sớm thoát sự cô đơn trong tình yêu. Vào những ngày cuối tuần, ngày rằm mùng 1, đặc biệt là vào ngày 14 tháng 2, rất đông các bạn trẻ từ khắp nơi đến đây để cầu duyên.
Sau khi tham quan chùa xong thì chúng tôi lại ra quán nước để ngồi nghỉ chân nè mọi người. Lúc nãy trên đường đi thì hữu duyên chúng tôi có gặp một ni sư. Và đây là rất nhiều sách kinh mà ni sư đã tặng cho nhóm chúng tôi. Các bạn ơi, nếu như hữu duyên các bạn muốn có một trong những cuốn sách này thì các bạn có thể gửi mail về cho nhóm và mình sẽ gửi đến tận nhà cho các bạn nha. Mình tặng cho các fan hâm mộ của BBLog đó, không có tính tiền đâu. Thế là kết thúc một ngày thăm viếng chùa. Sau đó thì chúng tôi về và cũng là tổ chức bữa tiệc ăn uống tại nhà giống như mọi khi đó các bạn. Nhưng đó sẽ là ở tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.